Chào toàn thể anh chị em ha. Hôm nay em lại tiếp tục lên clip nói về mai vàng ha. Thì hôm nay em có hai vấn đề chính nói ha. Thì ở đây hôm nay cái vấn đề đầu tiên em nói đây là vấn đề là cây bị rủ lá ha. Và lý do tại sao cây rủ lá, và có những cây nó rủ lá thì đó là chuyện bình thường, và có những cây nó rủ lá là hiện tượng là cây nó sẽ chết ha. Thì nó có hai cái hình thức rủ lá. Cái rủ lá đầu tiên là khi băng buổi sáng sớm đi, cây nó sẽ không rủ, cây nó vẫn là bình thường, cũng như cái đợt này nữa ha, thì nó vẫn là cơi lên bình thường. Nhưng mà đến tầm 11 giờ trưa, nắng trời gắt mà thêm gió, thì cái đọt của nó sẽ rủ xuống ha, giống như cây này nó mới tỉnh, em mới xịt nước nó mới tỉnh lên đường tí. Thì cái vấn đề này là sao? Cái vấn đề này là cây nó phát quá nhanh ha, mà cái bộ rễ nó chưa có đủ sức để mà nó tạo cái thân gỗ cho nhánh. Thì nó gặp nắng thì cái này nó còn non, nó là một cái mầm nó rất là non. Thì khi gặp nắng, nắng nóng quá nó sẽ bị yếu và nó rủ xuống. Thì cái này thì cứ 11 giờ tới 12 giờ trưa nó sẽ rủ xuống. Và sau đó khoảng tới 4-5 giờ chiều, thời tiết khí hậu nó mát mẻ lại, thì nó sẽ lại căng lại thôi ha. Thì những cây như thế này nó là bình thường. Thì khi nó ra cái lá non như vậy thì nó sẽ yếu nè, anh chị thấy nó rất là mềm và nó yếu. Nhưng mà khi nó già lên nè, nó sẽ không còn cái hiện tượng yếu nhiều nữa ha, bắt đầu nó sẽ cứng cơ lại. Thì những cái này là lý do là mình cho nó ăn dư cái phần thuốc dưỡng rễ ha. Thì anh chị cũng phải lưu ý ở cái phần dưỡng rễ, cái gì nó cây mà nó bạo phát thì nó sẽ bạo tàn, thì mình đi cái lượng dưỡng rễ nó chỉ là đủ hoặc là thiếu một chút cũng không sao ha. Cái vấn đề này là cây này nó bị là do hôm bữa em sử dụng, trong cái clip trước em sử dụng thử cái thằng Humidrot ha, thằng Humidrot này em chưa xài, hôm nay em sẽ thử. Thì hôm nọ em cho nó ăn là nửa liều, nhưng anh chị thấy nó dược không, nó bị dược lắm ha, và nó làm cho cây nó bị rỉu đau. Thì thằng này là trong cái Humidrot này cái thành phần kích rễ nó quá nhiều, thì đâm ra nó sẽ dẫn đến hiện tượng này ha. Cái này là do Humidrot ha, Humidrot nó làm cho cây mà nó giãn lắm, là nó đi tược, giống như là nó thúc đẩy cái tược nó bắn quá nhanh, nhưng mà cái độ già của nhánh nó không kịp, thì nó sẽ làm cây nó bị mềm và nó bị yếu, nó sẽ bị rủ. Và bộ rễ của nó đang non, nó chưa đủ cái độ phát triển, mà nó ăn qua tuyến trên đó, nó sẽ đẩy cái mầm mình đi lẹ, thì mình sẽ bị cái hiện tượng này. Nhưng mà bị hiện tượng này nó gọi là bình thường, nó không có là gì hết. Cái cây nó đi nó phát quá nhanh thì khi đó mình sẽ giảm liều lại, hoặc là mình tưới phân dưỡng rễ thời gian khích quá, cái lượng dưỡng rễ nó quá nhiều. Ví dụ như anh chị đi N3M hay là ROT2 gì cũng vậy, khi mà anh chị đi một cái lượng nó quá nhiều, đi nó gọi là dày đặc, ví dụ như 5 ngày hay 7 ngày anh chị đi lần mà anh chị thấy hiện tượng các anh chị nó bị rủ đầu như vậy, thì tốt nhất anh chị giảm thừa liều ra. Ví dụ như cũng đi cái liều đó anh chị để cho tới 10 ngày anh chị hãy tưới một lần, chứ đừng có tưới nó thường xuyên quá. Vì mình tưới thường xuyên quá thì cây mình sẽ lại giãn, nó giãn ra nó sẽ bị rủ ha. Thì ở đây cái hiện tượng này thì em nói nó có vấn đề, nó là nó giống như là dư thừa, nó là dư thừa cái thuốc dưỡng rễ nó nhiều quá, cây rễ của nó cứ lo nó phúng cho nó không già rễ, thì nó sẽ không làm già được cái đoạn này ha. Thì cây mình gặp nắng nó sẽ bị quẹo đầu. Còn cái vấn đề thứ hai là cái lá nó cũng bị rủ, nhưng mà nó rủ theo cái kiểu khác. Ví dụ như cái lá nó đang như vậy nhưng mà nó mỏng nha, cây gọi là cây yếu, nó đang mỏng, cái tự nhiên nó rủ thẳng xuống như vậy luôn, nó rủ xuống như vậy luôn, mà nó rủ toàn bộ lá luôn, và khi chiều xuống nó cũng không phục hồi. Thì cái trường hợp đó là trường hợp bộ rễ ha, ở bộ rễ hoàn toàn, có thể là nó có nhiều lý do, bộ rễ nó bị suy kiệt từ năm ngoái tới năm nay, nó không thể phục hồi và nó rướn được hết nhựa trong thân mẹ lên, và đến thời điểm đó nó sẽ chết. Cái vấn đề nữa là anh chị bón phân quá liều, có nhiều anh chị không hiểu, cứ nghĩ cây mai, trồng cây mai nó cũng như trồng những cây khác, cầm một nắm phân bò quăng vô là cây nó sẽ tự ăn và tự phát triển, nhưng mà nó không đúng anh chị nhé. Anh chị phải hiểu là cái lượng phân đối với cây mai nó rất là khác những cây khác, là sau khi Tết xong chúng ta xả tàn, cây nó đang rất là yếu, mà anh chị cái cây nó đang đi đọt như vậy, anh chị nắm một nắm phân bò không nhiều nhiều như cái chậu này đi, anh chị lấy một nắm vậy anh chị rải vô, anh chị nói nó không nhiều nhưng thực chất nó quá nhiều đi, mà anh chị có xử lý được phân bò đúng cách hay không, anh chị xử lý phân bò đủ độ khoai mục để mà nó giảm cái độ mặn của phân chưa. Thì anh chị nắm, anh chị thả rô, anh chị tưới nước một phát, thì
vô tình cái phân bò nó ngập nước, nó sẽ đi xuống tới dưới, và cái phân bò lúc đó nó sẽ ra cái chất mặn, nó làm nóng rễ. Thì rễ chúng ta, cái rễ non nó đang đi cơi này thì nó sẽ đang đi rễ non, thì cái rễ lúc đó xuống cái phân bò, cái độ nóng của nó xuống làm cho cái rễ non nó bị cháy, và nó gọi là phạm phân ha. Và những cây phạm phân đó thường là 95% là phải chết. 10 cây mà anh chị bị như vậy chỉ có ghê lắm, hên lắm là chừng một cây nó sống thôi. Còn nếu mà nó sống được thì nó cũng eo eo một cuộc, chứ nó không khỏe được như những cây khác ha. Nên vậy lưu ý cái vấn đề này là vấn đề rủ độc, nó chỉ có hai nguyên tố chính đó thôi. Chứ còn ở tuyến rễ thì nó quéo đọt thì nó chỉ là một là nó quéo cái kiểu là sụ hẳn xuống luôn, là cây đó chết. Anh chị nhìn cái lá nó bắt đầu nó khô, nó nát lại liền là nó chết. Còn ở đây cái vấn đề hiện tượng nó rũ đọt nhưng mà cái lá nó vẫn bóng vẫn đẹp, nhưng mà tối xuống là nó lại căng, ban ngày nắng quá thì nó sẽ rỉu. Thì nó là do nó phát tược quá nhanh, bộ rễ làm việc không kịp thì nó phải rũ, nó đưa nước lên không kịp. Còn ở cái vấn đề thứ hai hôm nay em nói là những cái cây mà anh chị ăn Tết xong á, là chúng ta bấm đôm xả tàn ha. Thì khi mà chúng ta xả tàn á, xả tàn xong có những nhánh nó sẽ đi được mầm mới, có những nhánh nó không đi thì anh chị cũng đừng gấp ha. Tại vì nó không đi chứ không phải là nó chết, nó không đi ở đây là cái lực của cây mẹ nó còn yếu, nó chỉ đâm ra được ở những cái vị trí nào nó có chích tích tụ còn nhiều nhựa, nó sẽ bắn trước. Có những nhánh nó sẽ ra hoa sớm mà nó ôm hoa quá nhiều trên nhánh đó, thì đâm ra là nó sẽ dường như nó bị cạn kiệt cái lượng nhựa tích trữ trong thân mẹ, thì nó sẽ đi từ sau thôi. Thì mình cứ nuôi nó khỏe mạnh lên đi, anh chị cứ nuôi khỏe mạnh lên, đi xong cơ một bắt đầu là anh chị cho đi cơ hai, thì khi cơ hai ra thì có khả năng cái mầm mới nó sẽ đi lên lại ngay những vị trí đó. Anh chị đừng gấp nha, cứ thấy là cái nhánh nó không ra anh chị là đút kéo vô bấm từ từ bấm hồi là hư luôn cái nhánh ha. Ở đây em có một cây em điển hình cho anh chị coi ha. Ở đây nó đi từ đầu nó đi ha, anh chị thấy nó đi quá, nó đi những cái tược này, thì có những tược này, đến bây giờ này, bắt đầu đi cây hai nè, anh chị thấy nó mới đi nè ha. Đó, thì nếu như mà mình gấp mình đi, mình bấm vô đây bấm từ từ, nó không đi nổi, nó chưa đi được cây hai, nó chưa phát được cái lực lọc mới, bộ rễ nó chưa khỏe thì làm sao nó đẩy lên được. Còn khi mình nuôi cây mình nó khỏe lên đi thì tự nhiên nó sẽ đẩy lọc lên ha, nó đẩy cái lọc lên thì nó sẽ đi ra thôi. Thì mình đừng có gấp, mình cứ đi ra mình thương cây, mình có một hai cây mình đi ra mình thương, mình chăm hoài cái mình thấy nó không lên, cái mình nghe ai đó chỉ cứ bấm khúc để cho tích nhựa lại. Ví dụ như cái lượng nhựa trên nhánh nó nhiều quá, anh chị bấm lại một miếng để cho nó dồn nhựa lại. Thực chất đâu phải, tại vì nhựa nó đã làm phân bố rồi, còn cái nhựa mà đưa lên là do rễ, từ rễ nó đưa lên tiếp. Chứ còn khi nó đã không ra, anh chị có bấm cái nào nó cũng không ra. Khi nó không ra thì anh chị phải tập trung vô làm sao cho bộ rễ nó phát triển thiệt là mạnh. Rễ mạnh nó sẽ tái tạo là được, và nó hút nước và dinh dưỡng nó đưa lên trên thân cây để nó nuôi lại những cái mầm này ha. Thì anh chị phải lưu ý, không phải là mình đi cắt một cái là nó sẽ nhảy ra đâu. Cứ từ từ, mình để bộ rễ càng khỏe thì nó sẽ tự nó đẩy mục ra lại thôi. Mà anh chị thấy hôm nay nó đi, nó đi đều rang hết những cái vị trí đầu đốt em bấm ha. Em chưa ở đâu là bắt đầu này nó đi ngay vị trí đó hết. Thì mình đâu có nói được, giống như cây này nó khỏe nhưng mà nó vẫn chưa đi được ở cái đầu mẹ đây này. Nhưng mà em vẫn cứ để đây thôi. Từ từ rồi nó cũng đi ha. Chứ mình gấp làm gì? Còn khi nào á nó đi xong cái cơ hai hay là cơ ba mà nó không ra thì đó mình hãy nghĩ tới vấn đề rồi mình có nên thúc nó lại hay không. Thì khi đó coi chừng nó bỏ nhánh luôn rồi, thì lúc đó mình hãy tính. Chứ còn bây giờ là thời gian quá sớm để mình suy nghĩ tới vấn đề lược nhánh của nó ha. Còn cái vấn đề này nữa là một cái cây khỏe mạnh sau khi mình xả tàn xong đây. Đây, sau khi em xả tàn xong ha, anh chị nhìn nhánh nó đi quá trời ha, lá. Những cái khỏe mạnh thì anh chị nhìn cái lá của nó đi. Đó, thì ở đây có một cái nhánh này em bấm cùng thời điểm nè. Thì tại sao bên nó đi quá nhiều, bên đây chưa đi? Nó cũng sẽ có một cái lý do gì của nó, là ví dụ như nó không đủ lực thì nó không đi. Thì ở đây mình phải làm gì? Hoặc là mình đưa ra nó gặp nắng nó không đi được. Thì ở đây em sẽ sử dụng ha, em pha một cái loại kích rễ đặc biệt ha, để mà em tủ vô trong cái khăn này nè. Em ốp lên đây, em ốp sau có 48 tiếng bắt đầu nó nhảy mục rồi đây. Này, anh chị xem cái vị trí này ha, mục ha. Ở đây bắt đầu nó chớm nó ra một mục nữa nè.
Đó thì vấn đề ở đây là những cái cây mà nó bị cái hiện tượng như vậy á, thì anh chị tốt nhất lấy một cái khăn tủ cho nó một chút xíu thuốc kích rễ ha. Thì có loại nào xài ở đó, em đây thì em đang thử một số loại kích rễ mới ha, để mà em xài, có gì mốt em xài nó mà gọi là tốt em cũng sẽ chia sẻ công thức hết. Anh em mình chơi cây thì hỗ trợ qua lại thôi, chứ em không có bán thuốc bán cây gì hết, đâm ra là không gì. Còn cái này em không biết nó có phải là ở đây nó có phải là cái nhánh nó đột biến không đây nè, tự trong thân mẹ nó mọc ra nè, mà nó đi lên cái tược nó như vậy nè, chị coi nó bắn nè. Còn cái nhánh chủ của thân mẹ nè, nó không có bắn được cái tược như vậy đâu, nó đi thừa rỉnh luôn. Còn đây là cốt ghép ha, những cốt ghép này cả chục năm hết rồi nè, này là từ thời ba em ghép tới giờ nè. Thì năm nay em mới sửa lại nè, tại vì ba em thời gian vừa rồi vô mùa dịch đó, trước đó là ba em đã yếu rồi, vô mùa dịch được cái ba em bị tai biến luôn ha, năm ra cái vườn mai nó mới sơ sát như vậy. Thì bây giờ em mới làm lại. Còn những cái này để em nói cho anh chị hiểu luôn, là những cái này thực chất nó không phải là mai của em, mà mai của ông anh để ở nhà anh tự chăm, anh chăm không được, năm rồi em làm mai lại ảnh mới đưa mai vô cho em chăm. Thì khi anh đưa vô là cây mai nó dường như là nó sắp chết rồi ha, và em nuôi nó lại được. Còn năm nay năm 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 Tết 23 là em ép cho hai cái này chơi hoa, đâm ra một một cây nó còn được bình thường, cây kia thì nó lại bị yếu lại ha. Còn cây này, cây mà hôm nay em cứu nè, em cứu bắt đầu nó phát lên lại được rồi ha, nó đi như giá luôn anh vậy. Anh chị thấy cái tược mà nó bắn như giá luôn ha. Thì cây này cũng anh để anh chăm, anh để nhà anh chăm cho tới khoảng tháng 8, thì cái cây á, nó đang sống cái nó rụ giống như cái kiểu hồi nãy em nói vậy, tại nguyên nguyên cây nó rủ lá hết và nó rụng lá. Thì ảnh mới vô anh nói, thì mới nói đem vô đây em chăm luôn cho, thì ảnh mới đưa vô. Thì vô thì em vẫn cứ để nguyên, em phục hồi thì phục hồi nó vẫn bình thường, nhưng mà trong năm nay em lại khui ra em coi á, thì cây á, cái hiện tượng á, em mới nói luôn cái vấn đề này cho anh chị biết ha. Khi một cây mai mình chơi trên một năm xong là cuối năm mình sẽ xả tàn, đầu năm mình sẽ xả tàn. Thì khi xả tàn á, anh chị phải để ý, ví dụ như cái nhánh nó như vậy đi, em lấy cái cây khế này cho nó dễ 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 nhìn ha. Thì ví dụ như cái nhánh nó như vậy đi ha, khi mà mình xả tàn mình bấm nó vô đây nè, đó, mình bấm nó như vậy, khi mà mình bấm nó như vậy đó, ví dụ như Tết xong mình xả tàn mình bấm nó như vậy đi ha, thì anh chị phải nhìn, chứ không phải là mình bấm xong thôi đâu, mình bấm xong mình phải dòm vô cái vết cắt một cái đã, rồi mình mới lướt mình bấm bên khác, chứ không phải là bấm tạch 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 rồi xong đây ha. Ví dụ như anh chị bấm ra mình chị nhìn cái lõi của cây nó vẫn trắng gì, thì cây đó cái nhánh nó vẫn bình thường ha. Còn những cây á, mà anh chị thấy nó có dấu hiệu nó hơi yếu, anh chị bấm ra là phải theo dõi ha, nhìn trong đây nè, nếu như á, nó trắng nhè thì những nhánh đó thì mình còn sao cũng được, con vừa thôi cũng được. Nhưng những nhánh mà nó bấm ra mà ở chính giữa này nè, nó đổi màu, nó biến thành màu đen, nó chạy một cái chỉ đen chính giữa ha, thì khi đó anh chị phải bấm tiếp, bấm dần bấm sát vô trong gốc luôn được. Anh chị thấy em bấm sát vô gốc hết luôn không? Thì tại sao mà em bấm? Tại vì cái chỉ đen á, nó sẽ là cái hiện tượng nó đang tuột nhựa và chết nhánh ha. Thì mình đã phục hồi làm lại đó, thì mình không nên chừa những cái hiện tượng đó, mình hãy bấm đến khi nào nó không còn cái màu đen ở trên lõi trong lõi nữa thì mới ngừng. Chứ còn anh chị để thì anh chị có chăm cỡ nào chăm, 1 năm 2 năm sau thì cái nhánh đó nó cũng sẽ chết à, chứ nó không tồn tại được đâu, tại vì nó đang hiện tượng bỏ nhánh rồi. Thì bây giờ mình cho ăn phân thuốc mạnh vô nó giật lại, nhưng mà trên cơ bản là nó giống như là ung thư, nó đã nằm ở trong đó thì trước sau thì cái ung thư nó cũng sẽ phát ra mà nó chết. Thì đâm ra mình triệt tiêu, mình cắt bỏ hết cái tế bào thúi của nó để mình nuôi là một cánh mới nó khỏe mạnh hơn ha. Rồi thì hôm nay em cũng chỉ lưu ý với anh chị những cái vấn đề như vậy ha. Thì anh chị nào có những cây nằm trong những trường hợp như vấn đề em vừa nói, có thể xem và tham khảo và có thể làm theo như những gì em chia sẻ ha. Chúc anh chị chăm cây thật là vui vẻ ha. Nếu mà anh chị thấy video em hữu ích, nhớ cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ha. Rồi em cảm ơn, em chào anh chị ha.